là một vị thầy già. Kính lễ đệ giáo Thịnh Văn Đại Từ Phật. Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị tu nữ và chư Phật tử, hôm nay bài kinh ngày thuyết ẩn dụ pháp trong bài kinh này có nhiều thí dụ, nhưng một cái thí dụ đầu tiên là Đức Phật thí dụ về cái trường hợp một người đi tìm rắn, bắt rắn nhưng mà không biết cách bắt rắn, cho nên bị tai hại. Vì do cái thí dụ đầu tiên đó, cho nên bài kinh này được gọi là kinh ví dụ của rắn. Hay là trước đây được gọi là kinh xà dụ. Chữ Hán là xà dụ cũng có nghĩa là chữ Nôm là ví dụ của rắn. Trong bài kinh này tưởng tới cho rắn chia làm nhiều phần. Ngày hôm nay chỉ học một phần, chúng ta còn tiếp theo nữa. Trong phần đầu có những câu hỏi gửi: tại sao gọi là kinh ví dụ con rắn? Đấy, kinh ví dụ gì? Tỷ kheo nhân vật thế nào? Tỷ kheo Arittha thật sự là vì sao đi ngược lại với lời dạy? Ví dụ vì người bắt rắn mà ý nghĩa như thế nào? Thí dụ về như thế nào? Thì đó là những câu hỏi dạng ý cho cái phần đầu bài kinh. Ai sẽ được tự tọa tự quyền vì dẫn sư trong ngày sẽ thuyết giảng. Bây giờ thì xin mời Quang Hỷ cho chánh phần của bài học, sau đó sẽ cung tỉnh tôi biện năm bộ bích. Dạ sa thú lành thay, dạ chúng con thành kính tri ân ngài Tệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay, và sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Ngày 22, kinh ví dụ con rắn. Alagadu Bhatma Sutta 318 đến 323 sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Kinh ví dụ con rắn. Alagadu Bhatma Sutta 318.
Tại sao gọi là kinh ví dụ con rắn? Alagabhamasutta, tên kinh lấy từ một ví dụ ở trong phần đầu của pháp thoại. Trong dụ ngôn này, người học Phật pháp phải cẩn trọng và khéo léo như người bắt rắn. Sự vụng về có thể mang lại hậu quả tai hại. Trước kinh bài, kinh này còn có tên là Thuần Hán Việt và kinh Xà Dụ. 319. Tại ý kinh ví dụ con rắn, Alagadubhamasutta là gì? Tỳ kheo Aritha có quan điểm là theo sự hiểu biết của mình về lời Phật dạy thì hưởng thụ dục lạc không ngăn ngại đời sống phạm hạnh. Các vị tỳ kheo khác đã có phản ứng rằng quan niệm như vậy là không đúng với pháp của Phật. Dù vậy, tỳ kheo Aritha vẫn khư khư chấp giữ quan điểm của mình. Câu chuyện được trình lên Đức Phật. Bậc đạo sư cho gọi tỳ kheo Aritha đến để huấn thị, rồi Ngài đã dùng nhiều thí dụ về để nói về sự nhận thức giáo pháp. Nhận thức về bản thân, nhận thức về thế giới, đau khổ và con đường thoát khổ này mang những ý nghĩa rất căn bản về giáo lý vô ngã và nói về sự sai lầm của pháp chấp cũng như ngã chấp. 320. Tỳ kheo Aritha là nhân vật thế nào? Aritha trước khi xuất gia là người huấn luyện chim ưng hay chim điêu cùng họ với cần cền. Sau khi xuất gia, thường giao hảo với những phần tử xấu trong thế gian. Xuất gia, phần tử xấu trong giới xuất gia và thường đưa ra những quan điểm lệch lạc về giáo pháp. Chính do vị tỳ kheo này mà một trong 13 điều luật tăng tàng được chế định qua đó. Một tỳ kheo chấp giữ quan kiến lầm lạc, đi ngược với giáo pháp, thì chư tỳ kheo có thể tác pháp dế mà càng ngăn. Ukkhebani gia cầm mà nếu không thay đổi thì bị tội tăng tàng với hình phạt cấm phòng. 321. Quan điểm của tỳ kheo Aritha thật sự là gì? Là tại sao đi ngược với lời dạy của Đức Phật? Vị này tuyên bố, theo tôi hiểu những gì Đức Phật dạy và chướng ngại không hẳn chướng ngại đối với người làm những điều đó. Ta thà hằng Phagavata thầm mặn Desitan Ayama Niyatha Dệ Mệ Antara Yika thầm mà Vúc tà Phagavata Tệ Bát Ti Sệ Vá Tô Nà Lăng Antara Yà Yà Ti. Điều này hàm nghĩa là Đức Phật chế định luật nghi để luật nghi có thể do phương tiện mà nói hay vì hình ảnh đẹp của tăng chúng mà chế định, chứ không nhất thiết có giá trị trong mọi trường hợp. Các tỳ kheo khác đã đưa ra lời xây dựng và giáo pháp mang tính nhất quán. Khi Đức Phật dùng nhiều pháp môn thuyết về sự ngăn ngại của hưởng thụ dục lạc, ví như một miếng thịt, Thế Tôn thuyết gác dục được ví như bó đuốc cỏ khô. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hố than hừng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như con cơn mộng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vậy. Vật dụng cho mượn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây. Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được ví như lò thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được như ví như cây gây nhọn, gậy nhọn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều.
và do vậy vậy nguy hiểm càng hơn. 322. Ví dụ về người bắt rắn đa mang ý nghĩa gì? Chỉ học Phật Pháp bằng trí nhớ chưa đủ mà còn cần lãnh hội, chân xác và ứng dụng đúng cách. Chư Tỳ Kheo, ở đây có một số người ngu si học Pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bốn sanh, vị tăng hữu Pháp, phương quảng sau khi học các Pháp này, họ không quán sát ý nghĩa những Pháp ấy với trí tuệ. Những Pháp ấy vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát nên không trở thành rõ ràng. Họ học các chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học Pháp hướng đến những Pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì nắm giữ sai lạc các Pháp. Chư tỳ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi cánh tay hay ở một phần nào khác trong cơ thể. Và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ, gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì nắm bắt một con rắn cách sai lạc. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học Pháp, chư tỳ kheo, vì sự chấp thụ và các pháp sai lạc. Ở đây này các tỳ kheo, một số thiện nam tử học Pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu Pháp, phương quảng sau khi học các pháp này, họ quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát nên trở thành rõ ràng. Họ học Pháp không vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, mà họ đạt được mục tiêu mà sự học Pháp hướng đến những pháp ấy vì khéo nắm giữ nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. Chư tỳ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, người đó có thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạn. Sau khi kéo đè với cây gậy có nạn, người đó có thể kéo nắm giữ cổ rắn. Chư tỳ kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay, hai cánh tay, hay một phần nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên ấy. Đi đến chỗ chết, hay đến sự đau khổ, gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì khéo nắm giữ con rắn nước vậy. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời nói ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng, thì ở nơi các ông hãy hỏi ta, hay hỏi những bậc tỳ kheo trí thức. 323. Thí dụ về chiếc bè được hiểu thế nào? Giáo pháp để học hiểu, thực hành đến các giác ngộ giải, chứ không phải để chấp thủ. Các tỳ kheo, ví như con ngựa con đường lớn dài đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên an ổn và không kinh hãi. Như không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua,
từ bờ này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ cây nhánh lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa lên chiếc bè này tinh tấn, dùng tay chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỳ kheo, rồi thâu góp cỏ cây nhánh lá, cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này tinh tấn, dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn, dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Này, này ta hãy đội chiếc bè này lên đầu, hay vác nó lên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỳ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có làm đúng với sử dụng của chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sử dụng của chiếc bè? Ở đây, chư tỳ kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô. Hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, làm như vậy người đó làm đúng sử dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy này, chư tỳ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư tỳ kheo, các ông cần hiểu, ví dụ cái bè chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền từ bi dẫn thiết bài học hôm nay, và Nam Mô Bụt Tha Giá. Và con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Và con xin xuống mình. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Giờ đại chúng nghe rõ. Và cảm ơn cô Phục Đà cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Gia Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để được Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, và dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhavaa Buddham Phakkhavaa Apivade Miso Khato Phakkhavata Thammo Thamma Namasami Sukhatipanno Phakkhavato Kavakasangho Sankhanamami. Đệ tử xin thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Với nhờ quy lực Tam Bảo hằng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. À, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cái bài kinh sai dụ hay là bài kinh ví dụ con rắn, có thể nói rằng là nếu một người học hiểu Phật pháp một chút xíu thì có lẽ là sẽ không lạ. À, nhưng có thể nói rằng cái lời kinh và ý nghĩa của kinh mãi sẽ là muôn thở, mà chúng ta cần phải có một cái sự lưu ý hiểu biết. Thì như ở trong bài kinh thì chúng ta biết là pháp nào tội thì lấy tên là ví dụ như người bắt rắn thì phải bắt đúng, thì con rắn nó sẽ không cắn. Còn nếu như không bắt đúng thì con rắn nó sẽ không bắt, coi như đúng ngay cái đầu nó thì nó sẽ quay lại cắn chúng ta, thì sự vụng về đó có thể mang lại nhiều cái hậu quả vân vân. Thì cái bài kinh là ý nghĩa của cái bài kinh như vậy. Còn ngược lại thì đó, cái bài kinh ví dụ con rắn thì chúng ta biết con rắn nó có cái đầu nó chính là nọc độc, nó có thể gây đến cái sự nguy hại hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cái nọc độc của con rắn đó có thể nói rằng là một chỉ, nó có thể hại cả con voi lớn, cả con trâu lớn, nếu như bị nó cắn thì có thể cũng chết. Chứ lúc kia nó còn người thì thể nói rằng, có thể nói rằng là nó rất là nguy hiểm. Thì cái sự nguy hiểm của cái nọc rắn đó chính là cái sự tai hại đến sinh mạng của mình. Thì một người mà hiểu sai thì cũng như là chúng ta bị nọc
là cái sự chấp ngã của chính mình, thì nó chính là đưa đến cái sự đau khổ cho chính mình. Thì ở đây câu chuyện nói đến liên quan đến tỳ kheo Arattha hiểu biết, thay vì Đức Phật nói các dục là sẽ là hay dục lạc hay là thọ hưởng dục lạc, sẽ là đau khổ, sẽ là nguy hiểm, nhưng ngược lại thì ở Đức Thái thì nghĩ rằng là Đức Phật nói như vậy chứ không có ngăn ngại gì trong cái đời sống phạm hạnh, trong cái đời sống tu tập. Và cái sự ý nghĩ đó đó, nó xảy ra ở trong cái cuộc sống đối với các thầy tỳ kheo khác thấy như thế và không có vừa lòng, và cứ vì thì các bạn chấp khư khư cái quan điểm của mình và thấy nó cái chuyện đến Đức Phật. Để Đức Phật ngày mấy mới dạy cái bài kinh này. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời đó có nhiều người lạ lắm. Nhiều người ta đi ngược lại những gì lời Phật dạy, đi ngược lại những gì mà nó uy nguyên của lời Phật. Rồi người ta nhân danh một hình thức, tức là chúng ta sống vì cái cho nó hợp với thời, cho nó hợp với chuyện vân vân, hay là chúng ta cái tinh thần mà gọi là nhập thế, mang đạo vào đời, hay là chúng ta bỏ bớt, cắt bớt qua những cái tình huống chẳng hạn như bây giờ thôi, cái chuyện gì cũng chế định, cũng cho vượt qua, chứ không phải là chúng ta y kinh mà chúng ta thừa hành theo cái tinh thần mà pháp và luật của Phật đã dạy một cách đúng đắn. Bởi vì họ ngụy biện hay họ che chắn vân vân, thì nhiều tình huống mà đời sống của một người tu cần phải có một cái hiểu biết hết sức là căn bản, cái tốt đẹp. Kính thưa quý vị, cái sự tu á, họ tu để làm gì? Ai cũng cho rằng tu để giải thoát, ai cũng cho rằng tu á là để sửa. Vì tu để giải thoát, biết cái gì mà giải thoát? Tu để sửa, biết cái gì mà sửa vậy quý vị? Tu là sửa, mà sửa cái gì? Sửa tâm, sửa tánh của mình. Mà tu để giải thoát, nhờ tu rồi chúng ta mới được giải thoát. Đó đó hết. Nhưng sự thật ra ở đây, chúng ta tu chúng ta cần phải hiểu. Hiểu về lời dạy của Phật. Mà muốn hiểu về lời dạy của Phật thì chúng ta phải học về lời dạy của Phật. Thực nghiệm về lời dạy của Phật. Một cách chính xác. Chứ biết cái gì mà tu? Biết cái gì giải thoát? Coi như là cứ tu đi, coi như là tu lên sư cụ rồi giải thoát cả, không có chuyện đó. Mà phải nói rằng là để chúng ta được giải thoát, để mà chúng ta được tốt đẹp, không phải là một câu kinh tiếng kệ một ngày một buổi, hay trước khi mình chết mình cứ nhớ niệm Phật, tưởng ta tới Phật thì mình sẽ được về cảnh giới an lành. Sự thật ra thì nói cái câu đó thì những người ta không hiểu gì về ý nghĩa của Phật Pháp cả. Từ cái việc đó chẳng qua, tức là như một lời khuyến tu, như một lời khuyến khích cho tinh thần của những người yếu kém. Người chúng ta vào đời, vào cuộc sống tu, hay học ý nghĩa của Phật Pháp, là chúng ta phải học một ý nghĩa, phải nói là một cách căn bản, một cách cẩn trọng, một cách tốt đẹp kìa. Còn chưa được ổn định nữa, chưa được tốt đẹp nữa. Chứ đừng nói chi mà hiểu một cái lơ thơ mơ, hay hoặc là hiểu một cách, tức là nó phải nói rằng là một cách không có chuẩn xác thì nguy hiểm vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người đâu phải tu lên là cái hiểu biết đâu,
rồi cái đắp cái mặc cái áo tu hoặc là hiểu biết một chút xíu, cái bắt đầu nhiều khi đăng đàn, nhiều khi nói đại, nói bậy nói bạ, ai muốn nghe nghe như thế nào đó, nói không có kiểm soát. Những cái nói vậy cái xong đóng đóng cái mạng, tức là đây là kết thúc, đây là lời dạy của Phật ở trong kinh dạy như thế nào mà kinh nào. Bởi vì quý vị biết sự thật là nếu mà ở cái điều này là học với sư phụ thì siêu thì cái chuyện rất là đại kỵ cái chuyện này ở trong kinh, mà kinh nào mà lời dạy sao. Thì kính thưa quý vị, đây là chúng tôi thọ giáo cái điểm này mà cũng thà là nói ngắn nói ít chứ không có nói nhiều, mà không được nói sai những gì mà mình quý vị biết là nói sai kinh nó tội lắm, nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm cho ý kiến của mình. Đó như vậy đó, mà nếu chúng ta đã học được một cách căn bản kìa mà nó còn rớt lên rớt xuống chứ đừng nói chi mà không có học mà tự cho rằng cái mình coi như là Phật pháp này, cái nắm nắm ba câu nắm ba điều rồi lên nói chuyện coi như hơ xào 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 như vậy cho người ta là được đâu. Và quý vị biết ngày hôm nay đó, người ta ít có nhận về một cái đúng của Phật pháp, ít có nhận được cái tu tập cái giá trị xuyên suốt của Phật pháp. Vị nào mà dạ mà nói chuyện người ta nghe đã lỗ tai, tôi vỗ tay chắc nghĩ là người đó nói hay, người đó nói đúng. Như điều người nếu mà người nào nói mà chúng ta còn nếu mà nói chúng ta có thể hiểu được thì ở đó cũng ở một mức độ căn bản. Vậy cái Phật pháp chúng ta phải học rồi chúng ta từ từ chúng ta hiểu, và từ gom góp coi như mưa dầm thấm đất hôm nay và ngày mai thì chúng ta hiểu được. Và từ cái chỗ mà hiểu được như vậy thì chúng ta mới biết. Chứ còn bây giờ nếu chúng tôi việc cứ lên cứ chạy theo một cái hình thức, chạy theo hình thức cứ như vị đó, hoặc là chạy theo cứ như vị đó được nổi tiếng, được nhiều fan hâm mộ, được nhiều người vân vân, thì sự thật ra bởi vì người ta nắm cành lá không, mà không biết được lá hay không, được cành hay không, chứ đừng nói chi mà tìm cái lỗi, mà cái nó cái hay hay cái vỗ tay, hay là lên giảng thuyết mà ca mà hát đủ thứ đủ chuyện hết, mà chúng ta không biết rằng vị pháp sư ngồi tòa giảng lai không phải là những kẻ khất cái cùng đinh, không phải là những người diễn kịch ở trên sân khấu mà coi như là mua vui cho thiên để cho họ vỗ tay là mình cảm thấy mình thành công, phải như vậy. Mà phải nói rằng nói để mà thọ giáo, nói mà để hành trì, nói mà để hiểu biết, thì cái nói đó đòi hỏi cái người nghe phải cần chuẩn xác, phải cần học hỏi và phải cần kiểm tra lại cái kiến thức của mình. Và cũng như kính thưa quý vị, như vậy thì nó rất là tốt đẹp, chứ phải chúng ta chỉ hiểu một cách bình thường được. Thì ở đây trong kinh của người Bắc Rắn nó rất là quan trọng ở một chỗ, thí dụ một vị tỳ kheo Aritha này hiểu sai cái lời của Phật, tức đối với một người như mà thọ dụng ngũ dục, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc hay các dục là đau khổ, mà vị ấy cho rằng các dục Đức Phật nói như vậy chứ hoàn toàn tức là không có gì đâu, nó chỉ là nói bình thường, hay là nói ngày chế định giới chế định luật như vậy thì chỉ để chế như vậy thôi chứ cũng không có cái gì gọi là tốt đẹp. Mà kính thưa quý vị, những lời dạy của Phật, những học giới, những giới điều mà Đức Phật ngài dạy là nhằm để, thứ nhất là những để dạy hay hoặc là để cho những người hành trì hay những người mà thọ trì đó làm sao mà cho dục á, ác coi như bất thiện pháp chưa sanh nó không sanh, mà bất thiện pháp đã sanh cho nó sanh nữa, hay những thiện pháp nào đã sanh chúng ta phải tu cho tu diệt trừ nó. Và mình pháp và luật của ngài dạy đó để quân tập những thiện pháp đã sanh, những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh, và những thiện pháp đã sanh giữ gìn và quân tập nó. Cái mục đích của Đức Phật ngài dạy và ngài ban hành giới luật như vậy, và cũng như là những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy để cho chúng sinh hiểu đúng, chứ không phải là chúng sinh ôm ấp, chúng sinh chấp giữ phải cái điều đó. Mà thì cái Bà Đức Thái này cứ khư khư tìm, cứ cho là
là như thế, không có sao đâu. Và đây là điều mà chúng ta thấy hết sức là nguy, mà chúng ta thấy thường thường chúng ta thấy gọi là nhập thế, cho nên vào đời rồi thì nói rằng tất cả cái hình thức nó không có quan trọng, quan trọng là cái tâm của mình nè. Nhiều khi như vậy chúng ta nhân danh công lý để chúng ta núp bóng, để chúng ta làm nó sai. Người ta làm vi phạm cái giới luật mà người ta lại cho rằng là người ta núp bóng, người ta cho rằng là đó chẳng qua là cái hình tướng, đó chẳng qua là cái sự ở vào đời thôi, chứ sự thật là cái tướng tánh của mình có cái tâm, chứ còn cái điều này nó không quan trọng. Nhưng cái thưa quý vị, cái sự tu tập phải vậy, có đòi hỏi một người tu từ hình thức cho tất cả tới nội dung, hay hoặc là tất cả cái lý gì mà Đức Phật ngài dạy, một cái chuyện đơn giản nhỏ nhen nhưng chúng ta lại không có bỏ sót. Bởi vì nhớ lại cái bài, nhớ lại cái kinh Đại Bát Niết Bàn trước giờ viên tịch, Đức Phật cũng dạy chúng ta không có có sửa chữa, chúng ta sẽ không có thêm bớt, hãy đừng có thêm bớt, đừng có sửa chữa cái gì, hãy so sánh với kinh, đối chiếu với luật, lấy kinh và luật làm thầy. Không có nghe một người nào đó mà lớn lao mà ban ra nói rằng đây là lời dạy của ta, các ngươi cũng đừng vội tin, đừng vội bỏ mà thực hiện, cảm thấy thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm, thì đó chính là lời dạy của ta, và ngược lại thì đó là không phải lời dạy của ta. Thì chúng ta biết có một số người, có một số là xuất gia lớn, chứ không phải là người kia, mà có những cái các vị cao đồ ở trong cái hình thái của các bậc xuất gia, mà chúng tôi nói chung luôn, nói chung hết tất cả, chứ không phải nói riêng một cái tông phái hệ phái nào, mà chúng ta nói chung là người tu đi, ngay cả lớn lao luôn, nhưng điều mà người ta cũng nói ra những cái vấn đề mà chẳng hạn như là nhân danh công lý đó. Tức là vào coi như là, hay hoặc là cái cách mà sống mà thể hiện cái giai thoại nhà thiền của những người chứng thiền, của những người hiểu biết được giác ngộ vân vân, hay hoặc những người đốn ngộ, thiền đốn ngộ hay vân, hay là những cái lại là có những cái những hạng như bên lý đại thừa đó, thì chúng ta cứ cho là cái lý cao cả như vậy, bỏ hết những tất cả những cái lý khác, như sự thật trên tinh thần Phật pháp chúng ta cũng không cầm nắm cái gì, mà chúng ta cũng không bỏ cái gì cả. Phật pháp là như thế. Ở đây khi chúng ta người mà thừa, người mà ước muốn dục, thực hiện với dục thì sẽ là chịu cái đau khổ của các dục. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là vị ngọt, như Đức Phật nói rằng rồi nó sẽ vô thường, rồi nó sẽ không tồn tại. Này các thầy tỷ kheo, cần phải xuất lên và cần phải từ bỏ, cần phải tu tập. Dục là, để chúng ta nghe này, dục là vui ít khổ nhiều, sự đau khổ, sự thống thiết lại càng nhiều hơn. Và như ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy, như bài kinh về các dục ở đây cũng có nói chi qua này, là cái gì? Các dục, đứng trên tinh thần của Đức Phật thì cái gì? Các dục nó vui ít nó khổ nhiều. Ví dụ như là bó đuốc, ví dụ như là cọc nhọn, thì ở đó chính là cái gì? Nói lên, chúng ta không có biện luận một phương tiện gì cả, chúng ta hướng tới cái dục là chúng ta đang đau khổ, hướng tới cái dục là chúng ta hướng tới cái vị ngọt của nó. Mà nó như một khúc xương, một khúc xương, quý vị biết con chó nó gặm rất là thích thú, nhưng nó chỉ là xương không. Con chó nó muốn ăn thịt nhưng nó cứ cạp mãi. Như thế nào ở trên cuộc đời này cũng như thế đó. Chúng ta hưởng cái dục, chúng ta thích cái dục, rồi cái dục đó nó không có tồn tại lâu được. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, tiền tài danh vọng vợ đẹp con xinh, như thế nào tất cả mọi điều trên cuộc đời này nó rất là đơn giản, và rồi nó nhanh qua, nó chóng tàn. Nó như bó đuốc mà khi chúng ta đi ngược là nó sẽ cháy ta. Chúng ta chỉ ngậm ngậm một chút xíu, hay chúng ta thấy đường một chút xíu, nó như một cái vật nhọn, nó có thể đâm chết chúng ta. Ở trong cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta muốn hướng tới cái dục thì chúng ta phải tâm cầu nó, phải chiếm đoạt nó, phải đạt được nó. Thì đạt được nó thì chúng ta phải bất chấp mọi cái điều, một cái điều ác mà chúng ta làm,
thì kính thưa quý vị, nó vui ít mà nó khổ nhiều. Ở trong cuộc đời này có ai mà hiểu biết được như vậy không? Rồi từ chỗ đó mới đấu tranh, từ chỗ đó mới là tranh giành, chém giết, đấu đá với nhau. Hai con chó đang thuận nhau, lại trời đừng cho cục xương rơi xuống. Là nói cái gì? Là nói tới cái dục tầm cầu của tất cả chúng sinh sẽ dễ dàng đưa đến phân kỳ, đưa đến phân ly, đưa đến chia rẽ, đưa đến oan trái với nhau. Và dục này nó chỉ là như thế thôi, giả tạo. Nhưng điều chúng ta phải hiểu được, hiểu được kìa, nó đau khổ. Đức Nam Kha kẻ bất bình bừng cơn mất dạy thế, bừng cơn dạy thế mình tại không. Bao nhiêu năm trên cuộc đời rồi bừng, rồi chúng ta nhìn lại. Kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thử lại, thử xem coi năm nay ở trong room bây giờ hiện tại trên 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi có đủ. Thì nó qua một cái ảo của thời gian, của tuổi trẻ, của tuổi trung niên và đến tuổi lão niên. Nó chỉ là như thế. Và nó 60 năm cuộc đời, 50 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, 80 năm cuộc đời, vân vân. Tất cả chỉ là như thế thôi. Chỉ là một ngày ở cõi thiên giới hay nửa ngày của cõi tiên giới. Nó rất là ngắn ngủi, nó rất là đơn giản. Cho nên ở đây, khi chúng ta có sự tu tập thì chúng ta biết trân quý những cái gì mà lời Phật dạy. Lời Phật dạy, nếu như cái lời đó, lời Phật dạy, chúng ta không thừa hành, nhưng chúng ta thì thôi không nói, nhưng chúng ta đừng có sửa đổi và chúng ta đừng có nói sai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì kính thưa quý vị, những gì mà lời của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nói ra là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối gì được hoàn mỹ, một cách mỹ mãn. Từ kiếm ngôn khẩu từ 84.000 pháp môn của Phật, từng câu, từng ngữ, từng lời xuyên suốt thời gian chứ không bao giờ sai. Có một số người nói rằng bây giờ mình hồi thời Phật thì sống vậy, thì bây giờ mình sống như thế này nó cũng không có sai. Khi chúng ta làm sai là chúng ta sai, chứ chúng ta không nói rằng thời Phật và chúng ta so sánh với thời nay. Nó có sự chuyển hóa, nó có một cái sự thích nghi, nhưng cái gì nó cũng vừa, nó cũng cứ trung đạo là tốt hơn hết. Và chúng ta cũng không có nhân danh. Ở trong cuộc đời này có biết bao người mà nắm mà hiểu được và biết được cái điều đó đúng, cái điều đó sai nếu như chúng ta không học. Mà thường thì chúng ta nghe rồi chúng ta học, nghe cái chúng ta nghe, chúng ta học và chúng ta phải tỏ trị đúng nữa kìa. Chúng ta phải thỉnh giáo, chúng ta phải hỏi han, phải chuẩn xác lại cái tri kiến của chính mình. Chứ chúng ta đừng có cái sự chấp nê. Mà quý vị biết cái tỳ kheo Arattha này chấp nê cái tri kiến, cái ác kiến của chính mình, mà ngay cả bị các thầy tỳ kheo can gián và đến Đức Phật. Mà chính bắt đầu Đức Phật ngày chế ra một cái điều học, đó chính là các thầy tỳ kheo mà không có thực hành, mà không có từ bỏ cái ác kiến của chính mình, cái hiểu biết sai lầm của chính mình mà chấp khư như thế thì là phạt một cái đại tội rất lớn, phạm một cái tội rất lớn, đó là tội cấm phòng, tức là sát khá đi xê sáng, tức là tội tăng tàn, cũng là được Phật chế đó luôn. Kính thưa quý vị, nó nguy hiểm lắm, cực kỳ nguy hiểm. Quả thật tất cả mọi
phương tiện. Sống này nó là một phương tiện, nhưng không vì cái phương tiện mà chúng ta cứ nhân danh cái phương tiện, cứ lợi dụng phương tiện mà chúng ta sai lầm. Một người bắt rắn mà chỉ bắt ngay cái lưng của nó là con rắn nó quay lại, bắt ngay cái đuôi nó quay lại, nó cắn mình. Mà rắn thì đa phần là rắn độc. Ở đây cũng như là rắn nước này cũng như một loài rắn độc, chứ phải rắn nước của mình mà cắn không chết. Ở đây chỉ nói rắn thôi, chúng ta biết là nó có nhiều cái nọc độc. Cái nọc độc khi mà nó đã vào người rồi thì nó vào chút xíu sao chúng ta chết. Cái sự hiểu sai Phật Pháp đó, tại sao nó nguy hiểm, kính thưa quý vị? Nó như bị độc. Bởi chúng ta hiểu sai rồi đó, thì mấy thân là sai, khẩu nói sai, ý suy nghĩ sai này dẫn tới thân ác, khẩu ác và ý ác. Mà thân ác, khẩu ác, khí ác thì chúng ta đã giam mình, đã gây đau khổ cho mình ở các cõi đau khổ, tức là địa ngục, bằng sanh, A-tu-la, ngạ quỷ. Giờ chúng ta đã hiểu đường, hiểu sai, về sau lại mê muội, lại ngu, chánh cho là tà, tà cho là chánh, vân vân. Cái chánh lại sửa lại, rồi chúng ta chỉ sửa làm chút xíu thôi, bằng một cái tri kiến, bằng một cái hiểu biết thấp kém của chính mình, cho nó là như vậy. Rồi rốt cuộc rồi thì, kính thưa quý vị, đó, cái điều đó nó là không nên. Bởi vì sao vậy? Một lời mà của Phật đã nói ra là nó ba đời, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, như chúng ta đã nói, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hiện tại, đương thời Phật, ngày hôm nay cũng như thế, và tương lai cũng như thế. Đó là chánh pháp muôn thuở mà, không có sai. Chúng ta thấy ngày hôm nay, cái đời sống tâm tư của tất cả chúng sinh, nói lên hết tất cả những gì mà Phật đã giảng thuyết. Mà đời sống này, nó cũng là đời sống xưa, những con người nó cũng như thế. Những người nay nó còn dữ hơn người xưa, nó ác hơn người xưa nữa, nhiều cái phiền não hơn của người xưa nữa, vân vân. Nhưng phiền não xưa và nay cũng là phiền não, cũng là ác bất thiện pháp, cũng là tham tật kiến ngã mạn, sân tật lẫn hối, vô tạm vô biết phóng dật. Mà ngày xưa chúng ta ít thấy những cái đau khổ nhiều, hay là những cái tin tức, hay là những cái chúng ta nghe thì nó không có thống thiết như ngày hôm nay, nhưng nó cũng mang cái tính chất của một lực lượng bất thiện. Dầu xưa hay nay cũng như thế. Cho nên chúng ta tu là một điều mà chúng ta cần phải, khi nghe một cái gì đó, chúng ta phải cần phải hết sức là cẩn trọng, thọ trì. Và khi đã nghe được, đã học được, đã biết được, cẩn trọng rồi, thì chúng ta mới thọ trì, chúng ta mới có sự tu tập tốt. Còn nếu như mà chúng ta chỉ nghe mà biết nghe, và thế là chúng ta không hiểu biết nó như thế nào, thì từ chúng ta sẽ hại mình vô cùng to lớn. Và đừng bao giờ chạy theo một cái chúng ta gọi là một hình bóng, hay là một cái vị nào hết, mà ở đó mà cho rằng người đó là hay, người đó là giỏi. Mà thường cái con người mình nó hay có cái hùa theo, trời ơi, vị đó hay lắm, vị pháp sư đó hay lắm, vị thiền sư đó hay lắm. Tất cả hay gì cũng không bằng bay qua bàn tay của Phật Tổ. Hay không hay gì chính là chúng ta có nếm được cái hương vị của Phật Pháp hay không, hương vị của giáo pháp hay không, chứ không phải là đó. Chính vì cái chỗ mà hay đó, toàn là nắm đuôi, toàn là nắm ở lưng không, cho nên là chúng ta sẽ bị nguy hiểm, sẽ bị coi như là thất vọng. Bởi vì tất cả phải dựa trên kinh và luật của Đức Phật. Bởi vì nếu mà như mà ngoài nó kinh luật của Đức Phật, bởi vì tinh thần mà nguyên thủy được cái chỗ này, kính thưa quý vị, tức là dựa trên tinh thần đó, mà ngoài cái tinh thần đó là phi Phật không. Những cái lời dạy mà không đúng với Tam Tạng Kinh Điển,
thì đó gọi là phi Phật ngôn. Tại sao nói như vậy? Bởi vì những lời đó không được chuẩn xác. Người ta mượn nhiều cái lý kinh để người ta lồng ghép, người ta mượn cái lý kinh và để người ta chú giải, người ta vẽ vời tá lả lung tung, chứ không phải là chú giải đó được các bậc thánh chuẩn xác, được các bậc thánh giải thích. Còn thường chúng ta nghe phàm phu giải thích không là chết. Các phàm phu giải thích thì cái tri kiến nhỏ mọn đó, cái tri kiến của phàm trí đó không có khả năng để chuyển tải được những lời dạy của Phật. Cho nên vì vậy, bởi vì cho nên người ta mới hiểu biết nó sai. Bởi các dục, người ta mới hiểu biết nó là cái gì. Nó sai lệch, như là tỳ kheo Arita này cũng vậy. Thì các dục dầu cho là nó như là khúc xương cô, như miếng thịt, hay là bó đuốc, hay là vật cho mượn, vân vân, hay là hố than hừng, vân vân, thì tất cả những cái hình thái mà các dục đó mà chúng ta đã hiểu sai, và cho nên chúng ta phải bị lầm lẫn, phải bị đau khổ. Cũng như do cái nguyên nhân hết sức là to lớn mà tỳ kheo Arittha này khi đi vào, xưa là người coi như là người thợ huấn luyện chim, và thế là họ bà vị này liên hệ với một số người mà ác kiến ở trong tăng đoàn, và thế là những người ác kiến đó họ mới hùa nhau, họ mới lập nên một cái họ mới nhân danh, họ mới tránh né, họ lập nên một cái điều mà sai lệch trong cái tinh thần Phật pháp. Đây là cái điều mà chúng ta nhớ. Chính vì có sự sai lệch như vậy cho nên nhìn nhận một cái quan điểm sai lệch. Mà khi nhìn nhận cái quan điểm sai lệch như vậy rồi thì kính thưa quý vị, suy nghĩ sai lệch, và có sự suy nghĩ sai lệch thì làm sai lệch, mà nếu như đã sai lệch như vậy thì từ cái điều sai này đến cái điều sai khác, bởi vì họ bắt tránh không đúng, họ hiểu không đúng. Và từ cái chỗ mà hiểu không đúng đó, như là bắt con rắn không đúng cái đầu, không có cái cây để đè con rắn và để chụp ngay đầu nó, cũng như là những người hiểu sai, không có đúng về cái tinh thần Phật pháp, thì chắc chắn rằng chẳng những họ không được cái sự tiến hóa, không được cái sự thành tựu, mà họ lại bị con rắn nó cắn, cũng như là cái sự tu tập sai lệch, thì kính thưa quý vị, vô vọng. Một cái chánh tri kiến hết sức là quan trọng, một cái sự hiểu biết đúng hết sức là quan trọng, mà không bị chấp ngã, mà không phải ôm ấp, không phải giữ khư khư ở trong lòng. Rồi ở đây người ta có một số người mới nói rằng là hiểu biết như vậy, đây là một điều. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu biết cái lý, chứ đừng có nắm bắt cái sự. Hoặc cái sự và lý này chúng ta khó nắm bắt. Cũng như bây giờ nói rằng mình tu, Đức Phật ngày kêu phải điều phục, phải thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Từ cái chỗ đó chúng ta mới không sanh lên cái phiền não, chứ không mắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị. Mà nếu chúng ta không có sự thu thúc thì nó hết ngay, nó xâm chiếm và ngự trị tâm của mình ngay. Mà nếu như xâm chiếm và ngự trị tâm của mình mà chúng ta không có cái điều phục, chúng ta không có cái sự tu tập để diệt trừ hay để vượt qua nó, thì chính là chúng ta đã là rơi vào bẫy rồi, rơi vào bẫy của ác ma. Cái đó là giá trị thật đó quý vị. Cũng như nói tu, mình cứ có cái tâm tu là được rồi, mình xem trọng cái giới, mình xem nhẹ cái giới, mà những học giới đã được Đức Phật ngài dạy, từ khinh giới cho tới những giới trọng giới khinh gì cũng là một vấn đề. Đối với cái người tu tập ấy, thì không có xem những cái giới rất là tầm thường mà cho rằng nó không có cái gì, cái điều đó cũng là sai lệch. Bởi vì Đức Phật ngài dạy chớ khinh việc ác làm,
rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ. Từng chút chúng ta tạo rồi nó cũng sẽ ra chuyện, nó cũng lớn chuyện, nó lớn chuyện. Cho nên vì vậy, cái sự hiểu biết nhiều khi mình cứ cứ vì cái gì, vì cái danh lợi, hay là vì cái danh, vì cái lợi, hay là vì cái chấp ngã, chấp kiến của mình, vân vân, mà chúng ta không nhìn thấy sự thật, thì đây hết sức là ghê gớm, hết sức là nguy hiểm. Và cũng như mình, nếu mà một người tu, khi đã tu lớn, khi đã tu lâu rồi, thì làm sao mình bớt bớt nóng, bớt giận nhiều, bớt chấp nhiều kìa, đó mới là cái tu. Chứ nếu mà chúng ta tu thì đành đành là phàm phu, những điều mà chúng ta không biết vượt qua, thì đó cũng là một cái vướng nạn của chúng ta, và chúng ta đã không, coi như là không không có cái cây mà để đè cái đầu rắn của mình, tức là chúng ta không có cái tâm của mình chưa có chuẩn hóa được, mình cũng chưa thực nghiệm được một cách tốt đẹp nữa. Cho nên ở đây cái sự tu tập này nó quan trọng lắm, để là chúng ta phải làm sao mà dùng cái chánh tri kiến của mình, dùng cái giới, cái định, cái tuệ của mình, để mà chúng ta mới đè được cái đầu rắn nè. Bây giờ nếu mà giới chúng ta cho nó là bình thường, không có chuyện gì hết, như là tỳ kheo Arhat này, thì chắc chắn là chúng ta chụp ngay cái lưng, ngay cái đùi này. Vì vậy cho nó chuẩn xác về giới, phải có cái giới, phải có một cái tâm để mà chúng ta tu thúc, để mà chúng ta có sự kiểm soát, để chúng ta điều phục. Và từ cái chỗ mà cho thân và khẩu này nó không làm, không có bị vướng vào cái tâm nghiệp ác của chính mình được. Rồi một điều mà chúng ta thấy rất rất là tuyệt vời, Đức Phật ngài dạy, tức là cũng như là Phật pháp này nó như một chiếc bè. Một chiếc bè qua sông, gom góp cây, cỏ để thắt tạo ra một chiếc bè, rồi để qua sông. Rồi cái người đó mang chiếc bè đội lên đầu, thì có điều đó có đúng hay không? Thì dĩ nhiên là không đúng. Người ấy biết bỏ lại chiếc bè. Chánh pháp còn bỏ hộ là phi pháp. Kính thưa quý vị, cái chỗ này chúng ta phải cẩn trọng vô cùng. Tu cần thiết gì phải chấp nhất, cần thiết gì phải giữ gìn gì ghê gớm vậy? Chánh pháp cùng ổn hồ là phi pháp. Trời trời, thế nào là chánh pháp bỏ? Đối với cái chánh pháp mà bỏ là đối với những vị mà người ta đã thành tựu thánh đạo thánh quả rồi kia. Cho nên những cái mà chúng ta biết là những cái các học giới hay các pháp hành đã được các ngài thực hiện qua rồi, bây giờ các ngài không còn phải để mang gánh lấy nữa. Chứ còn mình chưa có cái gì hết trơn, mà nó chánh pháp của bổ hộ là phi pháp. Khi mà chúng ta đã thành tựu, khi chúng ta tốt nghiệp, khi chúng ta đã xong trách nhiệm mà tận phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau, thì những cái đó các vị đó mới buông bỏ chánh pháp. Và cái chánh pháp này cũng như đừng cái chấp ngã của chính mình. Mình nghĩ rằng tôi không có chấp, tôi không có chấp, cho nên tôi không có bị cái kiến chấp, tôi không bị cái ngã chấp gì cả. Tất cả vô chấp, vô cầu, dùng cái lý bát nhã hay là dùng cái không ở trong cuộc đời này, cái tánh không, một vật. Đừng có nói không hay đừng có nói bát nhã gì cả. Mà như ở trong đây nè, chính vì không có học đúng kính với đúng cách với cái gì, với không có học pháp một cách như pháp, thì chúng ta chết. Mà học pháp một cách ngu si thì không có đúng đắn á. Nếu mà học pháp đúng cách á, thì như kinh ứng tụng, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị bổn sanh vân vân, thì chúng ta thực hành theo tốt. Còn nếu chúng ta học mà chúng ta không có hiểu một cách đúng đắn, học một cách vô si, mà chúng ta thực hiện, thì kính thưa quý vị là nó sai lầm. Và cái Phật pháp này, học Phật pháp
không phải là để mà chúng ta biện luận. Học Phật pháp để chúng ta phải đi tranh cãi. Học Phật pháp không phải để chúng ta coi như là giỏi tài biện luận, hoặc Phật pháp để chúng ta có những dùng cái tri kiến của mình mà đè hay hoặc là chúng ta biện luận để chúng ta đấu khẩu hơn người khác mà chúng ta cho là chúng ta hay, không được, tất cả cũng là sai lầm. Mà học Phật pháp đây là để chúng ta mở khai được cái ngu si của mình, cái đau khổ của chính mình, đưa đến cái tâm của mình nó hướng thượng, diệt trừ những cái ác kiến trong lòng mình. Mà thật sự chúng ta phải dám chấp nhận, phải dám từ bỏ nó. Cái sự sai lệch là chúng ta biết sai lệch, cái điều đúng chúng ta chấp nhận đúng, và điều sai chúng ta biết đó chính là cái điều sai mà chúng ta không được, không nên nắm. Ngày hôm nay người ta dùng với nhau bằng cái quyền, hoặc bằng một cái tri thức, hay là bằng một cái quyền hành, hay là bằng một cái quyền thế, một cái gì đó, nhưng đó là sai lầm tất cả. Chuyện tu, một người tu hết sức là bình thường, làm có người hết sức là bình thường, làm có người hết sức là trí tuệ, làm có người hết sức là nhẹ nhàng, làm có người hết sức là hiền thiện, và một con người hết sức là đơn giản, chứ không có phải điều này lý nọ việc kia mà cao sang quyền quý, hay là tốt đẹp như thế này tốt đẹp như thế kia mà lại cho là hay đâu. Dạ. Kính thưa quý vị, Phật pháp chúng ta mong cầu học được bao nhiêu, nắm được bao nhiêu, và học và chúng ta cố gắng thọ trì trong cái điều kiện và khả năng của mình, chứ đừng có biện lý này diện lý nọ, hay là dùng cái hỷ quyết mình để áp đặt, hay là dùng cái lý đó để chúng ta sửa chữa sai lại vì mục đích của chính mình thì hết sức là nguy hiểm. Ở đây như đời sống của chúng ta, hãy nhớ rằng nếu chúng ta có một chánh tri kiến thì chúng ta sẽ về được bờ giác. Chúng ta buông bỏ, không có chấp ở một cái kiến chấp sai lầm thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, tự cho rằng mình cao thượng, tự cho rằng mình hay, tự cho rằng mình như thế này thế nọ thì tất cả đó là chúng ta đã thất bại rồi. Chúng ta đã bị coi như là vướng, coi như là khúc gỗ không thể cho về biển cả, bị vướng qua bờ này, bị vướng qua bờ kia, cũng như tâm tư của chúng ta sẽ không tu tập được thành tựu khi chúng ta quá nhiều ác kiến, khi ta quá nhiều ác dục, không có tu tập đúng đắn. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày qua các bài kinh ý nghĩa của kinh Người Mặt Trắng, và một lát đây thì chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức Tăng sẽ thảo luận trong ý nghĩa của bài kinh hôm nay hết sức là đặc biệt. Dạ, nếu có điều chia sẻ tất kính thưa mong toàn thể quý vị quan hệ cho. Dạ, và kính mong Chư Tăng sẽ mở rộng ý nghĩa triết lý, ý nghĩa tu tập trong cái bài kinh này. Dạ, chúng con kính dâng phật đến Chư Tăng và dâng đến Chư Thiên, mong tất cả được an lành, được tấn hóa. Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tam Bảo nhé, Nam mô Sanh Khai nhé. Sao không khuyên thực sự tập tại quyền? Và sự tập thực siêu không biết sự tòa có mặt ở trước máy không? Hôm nay rất là hoan hỷ là thấy chiêu vị giảng sư bắt đầu trở lại cũng tương đối nhiều. Kính xin sự tập thực siêu hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Câu nào sau đây được xem là chính xác theo tam bản kinh điển? A. Có những lời Phật dạy chỉ vì hợp với tánh ý chúng sanh, nhưng không nhất thiết luôn luôn đúng với sự thật. Phật chỉ vì phương tiện mà nói, ví dụ nó chỉ đúng trong trường hợp đó, nhưng mà trong trường hợp khác nó không đúng.
Nhưng mà lúc đó Đức Phật nói vì phương tiện mà nói thôi. B là cộng tâm những gì Phật dạy là liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Và những gì mà không liên hệ đến giác ngộ giải thoát, Đức Phật không dạy. Và những gì liên hệ đến giải thoát thì luôn luôn phù hợp với sự thật. Các vị không có thấy đủ hả? Các vị thấy cái khâu nào các vị biết không? Và các vị đọc được câu B và câu C chưa vậy? À, câu C và câu D chưa hả? Dạ. C là nếu những gì ghi trong kinh sách mà phù hợp với kiến thức khoa học thì đó là lời Phật dạy. Ừ, đây là cách mà nhiều vị tu sĩ và Phật tử ngày nay giờ muốn chứng minh là đạo Phật là chân lý thì luôn luôn chứng minh là đạo Phật phù hợp với khoa học. Thì có phải là những gì phù hợp với khoa học, kiến thức Phật khoa học đó là những lời Phật dạy, có phải vậy không? Đây là nếu như ai nói điều gì đó do Phật nói cần suy xét xem điều đó có logic hay không, tức là hợp với lý luận hay không. Nếu không hợp với logic thì không là lời Phật dạy. Mời quý thượng tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Thích Siêu Quang Thị cho đáp án. Anh Nam Mô Bụt Thầy chứ. Cô Phúc Lâm Quang Hỷ post lại cái câu cho đầy đủ. Chứ đừng có lấy lại cái câu đầu tiên mà thử tôi đẳng đưa ra. Câu C chỉ mới tới nếu những gì ghi trong tới đó thôi. Cho nên cô ghi cái câu thật là đầy đủ. Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch Thưa Tổng Đức, kính thưa quý vị. Trong bốn câu nêu ra đó, chúng ta thấy có những câu nó trái ngược vậy với lời dạy của Đức Phật chứ không có đúng nữa. Thí dụ như câu A có những lời dạy có những lời Phật dạy chỉ vì hợp với cái tánh chúng sanh nhưng không nhất thiết là luôn đúng với sự thật. Cái câu này sai, cái câu này không có chính xác trong tam đại kinh điển, bởi vì ở trong một kinh, ở bài kinh Vô Úy Vương Tử Phật Giá Kumara, Đức Phật ngài có nêu ra cái luật thuyết bất thiệt cả thuyết. Thì ở trong sáu điều mà đưa ra đó, có ba điều Đức Phật thuyết và ba điều Đức Phật không thuyết. Những điều nào mà nó không có phù hợp với chân lý, nó không có đúng với chân lý,
không có liên hệ muốn đích giải thoát. Dầu cho chúng sanh có thích nghe, Ngài cũng không có nói. Và chúng sanh là không thích nghe thì không nói cái điều đó. Thứ ba, thứ tư, có những điều đúng với chân lý, đúng với sự thật, nhưng mà nó không có đưa đến lợi ích giải thoát. Thì dầu chúng sanh có thích nghe hay không thích nghe, Ngài cũng không thuyết. Ngài chỉ thuyết có hai điều mà thôi, tức là điều nào đúng với chân lý, liên hệ đến mục đích giải thoát, và chúng sanh thích nghe thì Đức Phật Ngài thường thuyết cái điều đó. Điều nào đúng với chân lý, liên hệ đến mục đích giải thoát, nhưng mà chúng sanh không thích nghe, thì Đức Thế Tôn sẽ biết tùy thời để mà Ngài thuyết, Ngài giảng, bởi vì nó có lợi ích cho. Cho chúng sanh. Chiếu theo đó thì chúng ta thấy câu A cái nhìn bị loại bỏ, còn cái câu C đó chúng ta cũng phải loại bỏ luôn, là bởi vì câu C là những gì mà trong kinh sách, ghi trong kinh sách mà phù hợp với kiến thức khoa học thì đó đúng là lời Phật dạy. Đức Phật Ngài không có nói đến vấn đề này ở trong kinh điển Tam Tạng, không ghi vấn đề này, bởi vì không hẳn những nhà khoa học mà họ nói cái gì cũng đúng. Vì sao vậy? Bởi vì các nhà khoa học họ chỉ chứng minh được về về vật lý, về vật chất, nhưng mà trên phương diện tư tưởng thì họ không có chứng minh được. Các nhà khoa học họ không phải là một nhà tư tưởng, và nếu là một nhà tư tưởng thì phải có cái trình độ giác ngộ như Đức Phật mới nói được. Còn họ, chúng ta đâu có lấy một vài cái sự kiện và Đức Phật Ngài thuyết nó liên quan đến sắc pháp mà nó phù hợp với khoa học rồi với chúng ta mới cho rằng cái đó là nó đúng, đúng là Phật dạy. Còn như những cái điều mà thí dụ như trong Thanh Tịnh Đạo, khi mà nói đến những vấn đề của cái quy đu mà giải về cái bề, cái đường của chu vi của mặt trăng, chu vi của mặt trời, độ cao của núi Thu Di và cái chân của núi Thu Di cắm sâu xuống lòng đất, với cái khoảng cách chiều dài vậy đó, được nói đến ở đây là nếu mà chúng ta chiếu theo khoa học thì nó đi ngược, chứ không có đúng. Nhưng mà nói chung, tức là những cái gì mà ghi ở trong kinh sách mà nó, chúng ta không nên lấy những gì mà nó phù hợp với kiến thức khoa học và chúng ta cho rằng đó là lời Phật dạy, không có ý cứu vào chỗ đó được. Đức Phật Ngài dạy cho các dân chúng Sukkamala không nên vội tin những gì được ghi ở trong sách vở, mà cũng không vội tin những gì nó phù hợp với cái kiến thức, cái trình, cái lập luận của thế gian, vân vân. Mà chỉ có những gì mà sau khi tự mình với trí tuệ mà hiểu được rằng cái này là thiện,
Cái này thực hành đưa đến sự an lạc, được bậc thiên trí thức tán thán, thì cái điều đó mới nên thọ trì là chánh pháp. Còn cái gì mà nó là bất thiện, gì mà nó đưa đến cái sự đau khổ, thực hành đưa đến sự đau khổ và bị bậc thiện trí thức chỉ trích, thì cái đó không nên thọ trì là chánh pháp. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta cho rằng cái câu C là đúng theo trong kinh điển Tam Tạng Pali. Và cũng ở trong cái bài kinh Kalamasutta, khi mà nói đến cái điều nào và có cái sự khéo lập luận, hay là người đó nói nó đúng với cái ý của mình, thì cái điều đó cũng không phải, không cần phải tin, không cần phải vội tin sau khi chưa có sự xét. Bởi vậy cho nên khi mà mình nghe ai nói cái điều gì đó mà cho rằng là do Phật nói, thì chúng ta không có nên suy xét xem có logic hay không. Bởi vì một cái lập luận mà có logic thì chưa hẳn là nó đúng với chân lý. Người mà khéo biện luận đó thì họ có thể họ chứng minh nó có tính cách thuyết phục, nhưng mà những gì mà họ cố gắng chứng minh có tính cách thuyết phục được người khác, cái đó chưa hẳn đúng với chân lý, chúng ta không có thể nào đưa được. Mà cho dù là đúng với chân lý đi nữa thì cũng chưa chắc là đưa đến sự giải thoát, bởi vì với cái trình độ giả phàm phu á, những điều mà Đức Thế Tôn bậc A La Hán giảng giác thuyết đưa đến sự giác ngộ, đưa đến sự giải thoát, thì những điều đó con người không thể nào mà lập luận một cách xác thực được. Do đó những ai mà lập luận có tính cách logic chút xíu thì chưa chắc gì họ đã nói đúng với Phật cô. Thường người Phật tử chúng ta hay bị lừa cái chỗ đó, tức là nghe người ta nói có lý quá, chặt chẽ quá, người ta lập luận chặt chẽ quá, có lý quá, mà chúng ta thấy rằng cái điều đó là lời của Đức Phật dạy. Như vậy thì chúng ta phải dựa trên hai điều, hai cái bản kinh, một cái bài kinh Appiya Kumara và cái bài kinh Kalamasutta Vô Vi Vương Tử, bài kinh Trung Bộ, và cái bài kinh Các Dân Kamala ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì chúng ta giữa hai bài kinh đó mà chúng ta biết là Phật con hay là không. Và chúng ta còn thêm một bài kinh nữa là trong Tăng Chi Bộ Kinh Tám Chi Athaka Nipata Athanipata, chúng ta sẽ thấy khi mà Đức Phật Ngài thuyết về tám cái đặc tính của pháp luật do bậc A La Hán chánh đẳng giác thuyết cho ngài, cho thánh đi Mahapachapati Gotami, chúng ta dựa theo đó mà chúng ta biết. Vì vậy cho nên ở trong cái câu trắc nghiệm này thì chỉ có câu B là đúng với lời Tam Tạng kinh điển.
là trọng tâm của những gì Đức Phật dạy là liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Mà những gì giác ngộ giải thoát thì luôn luôn phù hợp với sự thật. Mà nếu việc gì, lời gì mà hội đủ hai yếu tố trên thì dù chúng sanh thích nghe hay không thích nghe, Đức Phật vẫn nói cái này là đúng theo kinh điển Tam Tạng ở trong Trung Bộ Kinh, Tạng Kinh Trung Bộ và bài kinh Áp Phế Giác Ba Ra. Cho nên chỉ có câu B là chúng tôi chọn làm đáp án thôi, đáp án cho trắc nghiệm của số 1. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Nhật Đăng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Chương trình từ đó pháp tân từ đó có mặt ở trước mắt và từ đó có nghe được không? Nếu từ pháp tân nghe được kính thỉnh từ pháp tân hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Một lần nữa xin hỏi từ đó pháp tân từ đó có nghe được không? Để đến pháp tân, để đến có mặt ở trước mắt và để đến có nghe được không? Dạ, xin để pháp tân cho đáp án câu trắc nghiệm số 2 và mời quý Phật tử trả lời. Đôi khi Phật pháp được ví dụ như thuốc trị bệnh. Câu nào sau đây nói là khía cạnh xác đáng nhất của thí dụ? Yeah. Khi mình dùng cái gọi là Phật pháp được trị bệnh đó, thì cái khía cạnh nào xác đáng nhất? A là giá thành của thuốc, B là thuốc đắt tiền, B là cái đẹp, C là của thuốc, giá trị quý hiếm của thuốc, giữ đi lòng. Dạ, xin lỗi, đại đức pháp tính có sự hợp tình, thỉnh sự pháp tình trả lời xong câu trắc nghiệm số 3, xin định đại đức pháp tính thỉnh thường thỉnh sự pháp tình hoan hỷ cho đáp án cứ thỉnh thường đoạn. Dạ, xin lỗi, đại đức pháp tính cứ thỉnh thường sự hợp tình. Dạ, dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tự Quyền, Thượng Tọa Minh Hạ Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm qua chúng ta qua cái câu trắc nghiệm số 2. Dạ. Ở đây đó là câu trắc nghiệm số 2 hỏi rằng đôi như phương thuốc thì bệnh, câu nào sau đây nói đến khía cạnh xác đáng nhất của thí dụ, giá thành của thuốc, A là giá thành của thuốc, thuốc hay là thuốc đắt tiền, B là cái đẹp của thuốc, C là hiệu năng của thuốc. Thuốc trị bệnh, ăn của thuốc trị bệnh, D là giá trị quý hiếm của thuốc, giữ làm của. Thì chúng ta tới đến cái gọi là cái khía cạnh xác đáng nhất ở trong cái thí dụ được ví cho cái giáo pháp của Đức Phật á, thì A là giá thành của thuốc. Thì ở đây nói mà nếu mà cái giáo pháp của Đức Phật đó thì được ví như là một phương thuốc chữa bệnh, nhưng mà nếu mà nói là giá và lấy cái vật chất ra để so sánh đó, đồng tiền ra để so sánh đó, thì nó không có xác đáng, không đúng chỗ này. Tại vì thuốc ở đây là trị bệnh thuộc về nội tâm của một cái bệnh nhân, đó là chỉ cho chúng sinh. Rồi
Như vậy thì nếu mà nói là A nói là giá thành của thuốc ở đây đó thì nó không có chính xác ở chỗ này. Giá thành của thuốc thuốc hay là thuốc đắt tiền thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái thuốc á, thì nó không hẳn là thuốc hay là thuốc đắt tiền. Thuốc mà cái người ta trị được bệnh á, thì cũng tùy vào mỗi người, đặc biệt là phải uống đúng thuốc. Nhưng mà thuốc thì rõ ràng thì trong cái suy nghĩ chung á, thì người ta gọi là cái thuốc hay là thuốc thuốc đắt tiền là thế nào cũng là thuốc hay, nhưng mà chưa hẳn là thuốc đắt tiền lại chữa được chứng bệnh đâu. Tại vì nó cũng tùy người, tùy tùy người để hợp cái loại thuốc đó hoặc là không thích hợp thôi. Cho nên nếu mà mình nói rằng cái giáo pháp của đồ Phật được ví như cái thuốc ở bên ngoài á, thì nó không có xác đáng ở đây. Rồi cái B á, câu B á, là cái đẹp của thuốc. Chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật đó thì rõ ràng thì nhiều khi cái người nghe mà với cái tâm phiền não nhiều đó, thì người ta nghe ta chưa chưa hẳn là ta vui để người ta chấp nhận đâu. Thì cái đẹp ở đây mình muốn nói là cái mà dễ dàng bắt mắt người ta, để người ta thích thú ở trong đó. Nhiều nhiều khi nói pháp á, nói đúng với chánh pháp, nói đúng với Phật pháp á, thì cái khuynh hướng của chúng sinh á, thì chúng ta thấy rằng nó theo cái thị dục, theo cái phiền não, mà pháp của Đức Phật á, lại là một cái phương thuốc để chữa bệnh những cái phiền não đó. Cho nên nhiều khi mình nói ra chưa chắc người ta nhận đó là đẹp, chưa chắc nhận đó là đẹp, thì chưa hẳn là đúng cái nghĩa xác đáng ở đây đó là cái đẹp của thuốc thì cũng chưa hẳn. Bởi vì có nhiều khi thấy rằng giáo pháp của Đức Phật nói mà cái người ta có cái khuynh hướng của phiền não, thì chưa chắc mình nói cái giáo pháp người ta đã chấp nhận được đâu. Cho nên là người ta cũng không thể thấy đẹp được. Ở đây là vậy. Còn cái câu C á, là hiệu năng của thuốc, thuốc để trị bệnh, thì ở đây đó là quan trọng là cái hiệu năng. Cái hiệu năng là ở chỗ này nè, là thuốc mà nó trị bệnh gì, khi chúng ta bệnh gì đó thì chúng ta nên uống cái loại thuốc gì, và cái thuốc đó nó có cái kết quả cho cái việc điều trị đó. Thì cái giáo pháp của Đức Phật á, được ví như là một phương thuốc, mà phương thuốc ở đây thì nó đa dạng. Thí dụ như một người mà bệnh nhức đầu thì cần phải uống thuốc nhức đầu, bệnh đau bụng thì uống thuốc đau bụng. Rồi những người mà bệnh thuộc về những cái thuốc mà đặc thuộc thuốc bệnh nan y, thì người ta có loại những cái loại thuốc đặc trị, chứ không có thể nói là đem cái thuốc nhức đầu hay là đau bụng ra để mà uống nó có thể hết được. Cho nên thì đó là nó dành riêng cho trị cái đó, thì mình sử dụng vào cái việc trị vào cái bệnh đó. Và khi mà cái người sử dụng cái thuốc đó đó, thì nó có cái khả năng giúp cho cái người đó hết cái bệnh đó, dù đó là bệnh nặng hay là bệnh nhẹ, bệnh này bệnh kia, miễn sao là hết cái bệnh. Thì giáo pháp của Đức Phật là nếu mà mình dùng đúng chúng đúng chỗ á, đúng phương thuốc á, thì tự động là mình hết bệnh, tức là hết cái phiền não. Còn nếu như mà mình nhìn không đúng á, thì nó không hết được, nhiều khi nó phản tác dụng cũng có. Đó là như vậy. Cho nên là ở đây đó là cái câu C là hiệu năng của thuốc, thuốc để trị bệnh. D là giá trị hiếm quý của thuốc, giữ để làm của. Thì cái điều này nó cũng không phải. Cái giáo pháp của Đức Phật thì khi mà Đức Phật ngài ngài ra đời, có hiểu là bao nhiêu kiếp ngài phát nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, để đem cái giáo pháp này ra để giáo hóa độ đời, và đem lại cái lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên là khi mà ngài giác ngộ rồi thì ngài phải
đem cái giáo pháp này ra truyền đạt hết cho mọi chúng sanh để hưởng được cái sự thừa ân đó, tức là hưởng được cái giáo pháp của Ngài, chứ không phải là chứng đắc rồi đem giấu luôn. Với một cái nguyện độ của một bậc chánh đẳng giác thì Ngài cũng muốn là cho tất cả chúng sanh đều được cái sự thấm nhuần và lợi lạc ở trong cái đời sống giải thoát tu tập của họ. Thì đây đó phải có nghĩa là cái thuốc hiếm rồi đem đi giấu luôn, không phải, mà giáo pháp là lại phải công truyền, phải phải được thuyết giáo, phải được giảng dạy. Và do đó thì Ngài đã giảng dạy trong suốt 45 năm. Thì chúng ta nhìn lại cái câu A đó thì nó cũng không có xác đáng, câu B đó thì cũng không xác đáng, mà chỉ có cái thấy câu D cũng không thấy xác đáng nữa. Tại vì nếu mà nói là thuốc hiếm giấu luôn thì cũng không được, mà chỉ có thấy cái câu C á, thì nó có thể xác đáng được là gì? Cái giáo pháp của Đức Phật là có hiệu năng hướng thượng, hay là có hiệu năng cứu khổ, thì cái chữa cái bệnh cho người ta thì những chúng sinh á, thì chúng sanh người ta không còn khổ nữa. Thì như vậy thì nó có mới là đúng cái hiệu năng của giáo pháp hay là hiệu năng của thuốc. Thì giáo pháp Đức Phật được ví dụ như vậy, thì chúng tôi cũng chọn cái câu 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 C nhé. Chọn cái câu C để làm cái đáp án ở đây, bởi vì cái điều mà Đức Phật Ngài mong muốn là làm sao để rồi cái giáo pháp của Ngài được mọi người được cái sự lợi lạc, và đặc biệt là mình chữa cái bệnh của mình á, nó tùy theo cái bệnh mà chúng ta sẽ dùng một cái thuốc đó, và cái thuốc đó nó mang lại cái hiệu năng nhất định, đó là chúng ta sẽ hết bệnh nếu chúng ta chữa đúng cách, làm đúng cách. Thì chúng tôi xin lấy cái đáp án, cái câu C để làm đáp án ở đây. Xin chúc mừng quý Phật tử. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt. Sa thú kính trường từ tòa pháp tịch đại lý pháp tính ơi, đại lý pháp tính còn ở trước mắt không? Nếu đại lý pháp tính còn ở trước mắt xin thỉnh đại lý pháp tính hoàn thiện cho đáp án của trắc nghiệm số ba. Con trắc nghiệm mời quý phụ tử trả lời cho cô trắc nghiệm số ba. Câu nói đạo nào cũng tốt có thể rơi vào sai lầm sau đây. A. Giá trị không nằm ở nhãn hiệu, không phải khi nào chưa đạo thì có nghĩa là đạo chân thực. B. Khi hai tính lý hoàn toàn trái ngược, xin lỗi quý vị, trái ngược chứ không phải trái người, trái ngược thì không thể nói cả hai đều đúng, tức là khi hai cái lý trái ngược với nhau á, thì hoặc là cái này hoặc cái kia thôi chứ không thể nào nói rằng cả hai đều đúng, bởi vì nó trái ngược với nhau hoàn toàn mà. Rồi quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu nhé, chúng tôi cần sửa lại. C. Ngay cả thuốc hay mà uống không đúng cách thì vẫn tai hại. Giáo lý cao đẹp phải được khéo lãnh hội theo ứng dụng mới có lợi lạc. Còn nếu mà ngay cả Phật pháp mà mình hiểu không đúng, ứng dụng không đúng thì vẫn tai hại, giống như người bắt rắn mà không đúng cách vậy. Đây là cả ba con trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh đại chúng Pháp tính quan hệ cho các bạn. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 3. Câu trắc nghiệm số 3 nói đạo nào tốt có thể rơi vào sai lầm nào sau đây? A. Giá trị không nằm ở nhãn hiệu, không phải khi có chữ đạt thì có nghĩa là đạo chân thật. B. Khi hai tính lý hoàn toàn trái ngược thì không thể nói cả hai đều đúng. C. Ngay cả thuốc hay mà uống không đúng cách thì vẫn tai hại. Giáo lý cao đẹp còn phải khéo được lãnh hội, khéo ứng dụng mới có lợi lạc. Câu D. Cả ba câu trên đúng. Thì kính quý vị, đối với thường thường khi mà chúng ta không có
tìm hiểu giáo lý, nhất là lý nào đúng với thực tính, có nghĩa là đúng với chân lý, thì chúng ta luôn luôn cho rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng là tốt. Đó, cái câu này thì chúng tôi được nghe rất là nhiều, rất là nhiều. Lúc thì khi mà chưa có gặp nạn thì người ta nói ờ thôi đạo nào con cũng theo, đạo nào cũng dạy ăn hiền ở lành, đạo nào cũng dạy cái điều tốt, chứ đâu có đạo nào dạy cái điều xấu. Nhưng mà thật sự ra đó, bình thường thì mình nói như vậy thì rất là hay. Nhưng mà khi mà lỡ mà bị một cái gì đó, thí dụ như hồi trước giờ mình tin vào một cái vị, một cái đấng cứu thế, bây giờ mình thấy cái chuyện đó nó không có, cái chuyện đó không có, rồi mình lại nghĩ mình lại đổ thừa, mình đổ thừa, mình nghĩ rằng coi như là hồi trước giờ thì con nghe đạo thì nghe đạo con tin, hoặc là nghe chùa con tin, chứ con đâu có tìm hiểu, đâu có suy xét chi cho nó kỹ. Đó, thành ra đó, cái đầu tiên ở đây chúng tôi muốn nói là đạo nào cũng tốt thì cái điều đó mình phải coi kỹ lại, mình coi kỹ lại. Thì thật sự ra nó cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái thời gian qua đó, có những cái dòng thiền, thiền nào ta cũng nói thiền của Phật, nào ta cũng nói thiền, thì đúng rồi, mà phải nói thiền của Phật chứ nói thiền của ma ai mà theo. Đó, thành ra mình phải cẩn thận là đạo hoặc là chùa hoặc là một cái tôn giáo gì đó, muốn đặt niềm tin vào đó chúng ta phải tìm hiểu kỹ. Chúng ta tìm hiểu kỹ. Chúng tôi nhớ có một cái vị giảng, cái vị đó nói rằng khi mà chúng ta muốn đặt tin vào đạo hoặc là nơi, một cái nơi chùa đó, thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ, giống như cái người mà người ta đem gả con gái, người ta đem gả tiểu thơ cho một cái gia đình nào đó, người ta luôn luôn người ta tìm hiểu kỹ, thì mình cũng phải tìm hiểu kỹ. Thời nay thì đối với thức ăn thì người ta lại chọn cái thức ăn rất là kỹ lưỡng, nhưng mà niềm tin là cái nơi chốn để mà mình đặt niềm tin vào thì mình lại không có chọn kỹ bằng cái sự chọn cái đồ ăn. Vậy thì ở trong cái câu nói này nó có thể nó rơi vào cái sai lầm nào? Cái đáp án A đó là cái giá trị nó không nằm ở cái nhãn hiệu, không phải mà khi mà có cái chữ đạo thì có nghĩa là đạo chân thật. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi nói, cái thiền nào người ta cũng nói là thiền của Phật, không bao giờ mà ai mà đưa cái thiền này ra nói là cái thiền của ma. Thành ra đó, cái giá trị là nó không phải nằm ở trong những cái khẩu hiệu, mà chúng ta phải tìm hiểu, cái cách tu như vậy nè, cái cách nào, hoặc là cái sự tu tập của mình như vậy, nó có bớt tham sân si hay không, nó có bớt đi những cái ngã mạn hay không, thì có nghĩa là mình tìm vào ở trong cái nội dung, cái sự thực hành, cái lời dạy đó, chứ không phải là bản hiệu, hoặc là không phải là chúng ta nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng là chân thật hết, thành ra mình không có đặt niềm tin vào những cái điều như vậy. Đáp án đáp án B thì đáp án B thì khi hai cái tính lý hoàn toàn trái ngược thì không thể nói cả hai đều đúng được. Có nghĩa là ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng nếu mà hai phía cả hai phía đều đưa ra hai cái lập luận nó trái ngược với nhau, thì chúng ta cũng phải xét trong đó nó có một mặt trắng một mặt đen, một bên đúng một bên sai, một bên có thể hành trì một bên có thể không hành trì, chứ không thể nào mà chúng ta nói là bên đó cũng dạy ăn hiền ở lành, cái đạo bên đây cũng dạy mình. Thì cái điều đó không thể nói được, không thể nói như vậy được. Đáp án C, ngay cả thuốc hay mà uống không đúng cách
thì vẫn tai hại. Giáo lý cao đẹp càng phải khéo lãnh hội. Thì cái điều này á, quý vị thấy rằng đối với thuốc hay mà mình sử dụng mà không có đúng, ví dụ như mình dùng quá nhiều đi, cũng như cũng như có lần chúng tôi nói với quý vị á, có lần mà chúng tôi uống cái trà sâm á, do mình bất cẩn, có nghĩa là mình pha vô rồi á, mà mình thấy nó chưa có đậm, mà mình thấy nó còn lợt quá, thành ra mình pha nhiều quá đó, thành ra một chút uống vô á, thì nó nóng, mà nó nóng trong người, nó nóng trong người đến nỗi mà bị bí tiểu, mà bí tiểu luôn quý vị. Thành ra cũng cái trường hợp này cũng giống như vậy, là cái thuốc hay mà mình dùng nó không có đúng cách đó, thì nó sẽ có phản tác dụng đó. Thì cũng vậy, rồi đối với cái giáo pháp đó, là cái giáo lý đó, cái lời dạy đó, mà cao đẹp, mà nếu mà chúng ta đưa cho cái người mà không có trí, cũng như giống như là đối với những cái người mà người ta bỏ, mà mình cứ kêu người ta bố thí đó, thì cũng giống như là ác thiết gì đó. Thành ra trong cái trường hợp này đó, nó cũng không có thích hợp, nó không có đem đến cái hiệu quả tốt, hoặc là nó không có đem đến cái hiệu quả cao. Vậy thì chúng ta thấy rằng cả ba cái câu này thì nó đều nằm ở trong những cái sự sai lầm. Vậy thì trong cái câu trắc nghiệm này thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án D, cả ba câu trên đều đúng, mà chúng tôi chọn cái đáp án D. Dạ, bây giờ con xin thỉnh thượng tọa nhắc đảng trở lại. Sa số kính trường tình pháp sư, đại chúng tính dường như không có khỏe lắm. Suốt cả một sáng làm việc cực khổ ở bên Ấn Độ cho cái lễ hội trùng tục Nam Tạng, có lẽ là đại chúng tính không có khỏe. Thượng tọa Thủy Quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thủy Quyền còn ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 4. Thưa quý vị, bài kinh xà dụ hay là kinh ví dụ con rắn không phải là bài kinh dài, nhưng mà ở trong đó có nhiều câu Phật ngôn mà thường nói theo ngôn ngữ thế gian, có những câu kinh điển hay những câu thường được các vị pháp sư trích dẫn. Chúng ta thử xem câu nào sau đây được tìm thấy trong kinh ví dụ con rắn. A. Các việc vui ích khổ nhiều, não nhiều, do việc nguy hiểm càng nhiều hơn. B. Hãy hiểu rõ lời ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng, thì ở nơi đây các thầy hãy hỏi Như Lai hay hỏi những tỳ kheo trí thức. C. Chư tỳ kheo không cần hiểu ví dụ cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. D. Cả ba câu trên. Mời quý vị thử trả lời và kính thỉnh thượng tọa Thủy Quyền quan hiển cho giám án. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng tôi kính lễ đến chư tăng, kính chào quý vị mình cũng như Phật tử. Dạ, kính thưa quý vị, quả thật như kinh Sở Dụ mà chúng ta vừa đã được nghe qua cái thời gian cũng như chư tăng đã thảo luận. Dạ, con kính thỉnh sư phụ đi nghỉ đi, mời sư phụ. Dạ, chúc sư phụ một đêm an nhất. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài đã xác định đúng vậy đó, các dục nó vô ích, nó khổ nhiều. Vậy cái sự cái đó là Đức Phật Ngài xác định các dục nó là nguy hiểm, nó là não hại. Phải, chúng ta phải có cái sự ly dục, phải có cái sự khắc trừ. Đó là một cái ý nghĩa trong bài kinh để nói. Thì như chúng ta nghe nó các dục như là hố than hừng này, trong bài kinh đó như là bó đuốc ngược, rồi như là hình như hố than hừng như cái cây nhọn,
là như khúc xương, vân vân, thì đó chính là sự thật ra thì chúng ta sẽ rất là đau khổ, là mình chỉ vui trong trong chốc lát thôi, rồi sẽ đau khổ. Sự tầm cầu của nó đó là sẽ tiếp dài những cái đau khổ, thì đó là nghĩa trong cái bài kinh. Mà tất cả chúng ta vì chúng ta khát dục, vì chúng ta tầm cầu, thì chúng ta không thấy nó được, nó vậy. Chúng ta chưa có như là biết đời là khổ và tại sao mê, là do chính vì chúng sinh khát ái nhiều quá cho nó ít, chứ chúng ta không có biết ly dục đó. Và đây là đúng trong cái bài kinh. B, hay hiểu ý nghĩa của ta thuyết giảng thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu ý nghĩa lời ta giảng thì ở đây các người có thể hỏi Như Lai hay là hỏi ý kiến của các tỳ kheo trí thức. Quả thật như vậy thì trong cuộc đời này, nếu như chúng ta cần phải thọ trì, cần phải chuẩn xác, thì như thời xưa thì còn Phật hay là các bạn đọc phẩm hạnh mà hiểu biết hơn, thì trong kinh văn chính Đức Phật này cũng đã nói như vậy. Thì nói rằng, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta ngày hôm nay á, thì bây giờ chúng ta so sánh với ngày hôm nay, thì ở trong cuộc đời này thì chúng ta cũng sẽ tìm được cái đúng cái tốt. Mà bây giờ không còn Phật nhưng cũng còn còn chư tăng, thì những người cũng có thể hiểu biết được, hay là các bậc thiện trí thức cũng có thể hiểu được, hiểu đúng, chứ không phải là không còn người. Cho nên vì vậy là cái sự thọ trì hay cái sự thọ giáo nó phải đúng, và chúng ta phải có một cái sự chuyên tâm, chúng ta có một sự tinh cần, thì điều đó chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp, hiểu đúng, hiểu rõ cái ý nghĩa và cái sự thọ trì đúng đắn. Ngày hôm nay nó lại càng có một cái tốt đẹp nữa, chính là chúng ta có thể so sánh kinh luật, rồi chúng ta rất là lẹ, chúng ta có thể lên trên internet, chúng ta có thể chuẩn xác được mà. Chúng ta sau cái này nghiên cứu bên họ và chúng ta hỏi han một chút xíu. Chúng tôi đang nói thời xưa cũng như thời nay cũng vẫn còn có thể được, để chúng ta có thể là định vị cái tri kiến của mình cho nó ổn định hơn. Thì ở đây trong bài kinh chính Đức Phật đã nói như vậy, hay là có hỏi ngài, hay là hỏi các bậc trí thức, các tỳ kheo trí thức đương thời. Và câu B này nó cũng đúng với cái nghĩa trong cái bài kinh. C, chư tỳ kheo, các ông cần phải hiểu ví dụ chiếc bè chánh pháp của bổ hồ là phi pháp. Đúng như vậy. Như hồi nãy chúng tôi có xin nhắc lại, chánh pháp của bổ hồ là phi pháp. Cái chánh pháp ở đây, khi chúng ta đã thành tựu, khi chúng ta đã viên mãn rồi kìa, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đang là người trong quá trình tu tập, trong quá trình để tầm cầu đạo giải thoát, mà mình tự xưng lên chánh pháp còn bỏ huống hồ chi là phi pháp. Cho nên đừng có lo, đừng có sợ, đừng có thế này thế kia vân vân, thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Cái chánh pháp ở đây chúng ta có thể dựa vào chính là cái giới, cái định, cái tuệ. Mà khi đã thành tựu, khi giới đã thành tựu, khi định đã thành tựu, khi tuệ đã thành tựu, chúng ta đã bỏ đây, không phải là bỏ qua, mà xem như đã thành tựu. Thì đối với các ngài đâu phải phải mang, đâu phải gánh, đâu phải lấy theo, thì phải bỏ lại trong cuộc đời này, chứ đừng nói chi là phi pháp. Thì chúng ta không có đủ cái khả năng, chúng ta chưa có đủ một cái khả năng để thành tựu nó, mà chúng ta chưa thật sự thành tựu. Và cũng như là diệt đế chưa được thành tựu, đạo đế chưa được tu tập một cách viên mãn, thì chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta nói một cái câu nhân danh như thế này, huống hồ là phi pháp. Cái điều phi pháp là cái điều mà chấp ngã, cái điều mà chấp sai lầm, cái điều mà ác kiến, cái điều mà ác giới. Thì đó là những điều mà những người tu cần phải bỏ qua. Ngay cả cái thành tựu giới định tuệ xong thì chúng ta còn bỏ, thì khi nào các vị đã thành thánh quả, thì trở thành thánh rồi, thì khi đó chúng ta mới không còn một cái
cái gì để liếng lưu, không còn cái gì để mang theo, không còn cái gì, không còn cái thiện ác, nó chỉ là một trạng thái tịnh tịnh vắng lặng, thì không có cái gì cả. Chứ đừng có mơ hồ nghe chim hót trên cao mà cho rằng là không sao đâu, mình tu cao, mình tu lớn rồi, mình học hiểu nhiều rồi, tất cả bỏ qua hết. Thì cái thứ việc đó chính là một sự hiểu hết sức là nông cạn và sai lầm. Đây, cả ba câu trên, và thật cả ba câu trên đều đúng cho cái câu thảo luận số 4 này. Và đây chính là lời thảo luận của chính con. Cũng con kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại những có gì điều gì cần bổ túc từ kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bổn Thầy. Sa xuống kinh dịch tự tội quyền. Không biết tự tòa Pháp Tân còn ở trước máy không? Nếu tự tòa Pháp Tân còn ở trước máy, xin kính thỉnh thân rõ. Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận, câu trắc nghiệm số 5. Dạ, sa xuống. Ôi, xin lỗi quý vị Hoàng Hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? À, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Cảm ơn quý vị được nhiều. Giờ thì chúng ta qua cái câu rằng dụ người bắt rắn để nói về ý nghĩa thọ trì giáo pháp. Thì Ngài muốn dạy điều gì? Ủa? Cái này là trắc nghiệm mà sao nó mất hình khúc rồi. Dạ, này chưa đủ rồi. Dạ, còn câu sau thì có. Thì A đó là giáo pháp như rắn độc. B là hành giả, hành giả như rắn độc. C đó lãnh hội và ứng dụng pháp phải khéo như người bắt rắn. Rồi D thì chờ lát để coi có câu D không, còn hay là nó chỉ có tới câu C thôi. À, câu D có nữa kìa. Không phải ai cũng nên nên tu. Thì ở đây đó thì cái bài kinh hôm nay liên quan đến cái việc mà Đức Phật Ngài ví dụ cái người tu học tập lãnh hội hay là thọ trì giáo pháp của Đức Phật thì phải khéo như cái người biết bắt cách bắt rắn, như cái người phải biết cái như như một người mà biết cách bắt rắn. Bởi vì mình bắt rắn mà không không khéo, không biết thì rõ ràng là rắn nó cắn rồi mình, nó phun cái nọc độc vô trong cơ thể của mình cũng có thể là bị chết. Ở đây đó là hỏi câu A, hỏi ví dụ là giáo pháp như rắn độc. Thì cái này nó không hẳn là như vậy, không phải là như vậy. Bởi vì
nói rắn độc thì ai dám đụng tới, ai dám học Phật Pháp, mà ai dám thực hành lời dạy của Đức Phật. Cho nên được ví như rắn độc thì nó không phải, nhưng mà ngài ngài có đưa ra cái ví dụ như là một cái người biết cách bắt rắn vậy đó. Thường thường á, mấy người biết cách bắt rắn á, một là người ta có cái cây, có cái sợi dây, cái cây đó nó có một cái phang tròn á, là khi mà họ kẹp ngay cái đầu con rắn á, họ rút cái sợi dây thì nó bó lại làm cho con rắn không có quay đầu lại nó cắn. Hoặc là chúng tôi thấy cũng có người đó, họ lại nhanh tay, họ nắm cái đuôi thì họ quay dù 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 xong họ bỏ vô bao. À, là cái cách bắt rắn, tức là họ cũng nắm cái đuôi chứ không cần phải nắm cái đầu. À, họ nắm cái đuôi nhưng mà họ nắm cái đuôi như vậy thì họ quay, thế thế là con rắn nó thẳng cái xương sống ra, nó không thể nào mà nó cong lại nó cắn được. Rồi xong cái người ta bỏ vô trong, thọt cái đầu nó vô trong bao trở lại. Tôi thấy người ta, tôi thấy người ta bắt như vậy đó, hoặc là người ta chụp ngay cái đầu của nó, kẹp ngay cái đầu của nó thì nó không có quay lại nó cắn. Thì cái ví dụ mà nói rằng là giáo pháp được ví như rắn độc thì nó không phải, tại mình không khéo thọ trì thì nó được ví giống như vậy, được ví giống như vậy. Nếu mà mình không khéo thọ trì, mình hiểu không có đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy một đằng thì mình hiểu một nẻo, rồi mình áp dụng ở đầu này, áp dụng ở đầu kia đó, nó không có đúng như Đức Phật ngày dạy. Mà mình cho Đức Phật dạy vậy, Đức Phật không có dạy vậy, thì mình dạy, mình cho rằng Đức Phật dạy vậy. Ngược lại những điều Đức Phật ngày dạy như thế đấy, nhưng mà mình lại là không chấp nhận. Nó là Đức Phật dạy thì giống như là giáo pháp là cho là phi pháp, mà phi pháp là cho là pháp. Hay là cái việc mà mình hành trì giáo pháp á, thì mình học hành có thể từ thấp đến cao, từ mỗi một cái phương pháp Đức Phật dạy để chúng ta ứng dụng vào từng cái trường hợp, từng cái tâm bệnh của mình là như thế nào đó. Thì cái người đó mới là khéo của cái bắt rắn. Còn không không khéo thì con rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình, nó sẽ tạo cái nọc độc. Cũng như vậy, cái người mà không khéo thọ trì giáo pháp của Đức Phật đó, thì rõ ràng là nó phản tác dụng, phản tác dụng. Cho nên nói là câu A nó là giáo pháp như là rắn độc thì nó không hẳn là như vậy, không đúng như vậy. Thì rắn độc thì hiểu theo cái nghĩa là nó đụng vô tới đó thì ai cũng sợ rồi, rắn độc thì ai dám đụng vô. Nhưng mà mình không vận dụng giáo pháp đúng cách đó, có lẽ là nó có phần tác hại cho chính mình. B đó, hành giả như rắn độc thì cũng không đúng luôn. Yeah. Chỗ này nó không đúng vậy, không phải là hành giả như rắn độc. Hành giả như rắn độc thì ai dám gần để học thiền, để tu thiền, để học giáo pháp, để gần gũi giáo pháp, suy tư giáo. Cho nên là cái này nó cũng không có đúng. C đó là sự lãnh hội và ứng dụng pháp phải khéo léo như người bắt rắn. Ở đây đúng là như vậy. Bởi vì mình lãnh hội, tức nghe mình hiểu đó, rồi mình ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật qua cái gì mình hiểu, thì mình phải khéo léo. Khéo léo cái chỗ mà mình hiểu, và khéo léo cái chỗ mình ứng dụng qua những cái gì Đức Phật dạy, thì mình mới có được cái lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cũng như là một cái người mà khéo bắt rắn vậy đó, thì họ biết được cái tính năng của con rắn, cái tính năng của con mình, cái tập quán của con rắn như thế nào, và tầm tác hại của nọc rắn như thế nào. Thì cái người kia họ hiểu như vậy thì họ biết cách cách họ bắt cái con rắn. Họ biết rắn là rắn độc, cho nên là thọt vô mà không khéo thì nó cắn, cắn chạy nọc chết.
Còn nếu mà cái người mà không biết rắn độc á, không biết rắn độc thì thọt vô nó cắn liền cũng bị chết. Mà cái người biết rắn độc nhưng mà không biết cách để bắt thì rõ ràng là con rắn nó cũng cắn chết. Cho nên là cái cách mà hiểu lãnh hội giáo pháp của Đức Phật, rồi mình khéo ứng dụng như thế nào để mình có được cái sự lợi lạc, thì cái điều đó nó rất là quan trọng. Điều đó rất quan trọng. D là không phải ai cũng nên gì đó, nên tu. Thì điều này không phải, không phải ai cũng không, cũng nên tu, không phải nói như vậy. Thì ai đó thì Đức Phật ngài dạy cho người ta, nhưng mà nếu cái người mà không có trí thì cũng không thể nào lãnh hội được giáo pháp của Phật. Mà cũng không phải ai có đủ những cái duyên lành để mà tu tập đó. Trên cuộc đời này là như vậy. Nên là cái người nào mà biết được tu tập thì là cái quý rồi, là người đó đáng quý, đáng trân trọng rồi. Nhưng mà không phải ai cũng có thể tu tập được. Cho nên ở đây trong cái nghĩa này thì nó không có đúng như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái câu A là giáo pháp như rắn độc cũng không đúng. Câu B đó là hành giả như rắn độc cũng không phải. Còn cái câu D đó là không phải ai cũng tu cũng nên tu, thì cũng không phải như vậy. Mà chúng ta thấy cái câu C đó là hợp lý nhất, là bởi sự lãnh hội vẫn pháp như người bắt rắn. Mục đích của cái bài kinh như vậy. Và kinh này thì Đức Phật ngài dạy cho cái việc mà lãnh hội, hiểu và thực hành cái lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, cái người khéo như là một cái người khéo bắt rắn vậy. Thì chúng tôi xin chọn câu C để làm đáp án. Không biết là quý vị Phật tử chúng ta chọn câu nào. Có người thì cũng chọn câu C. Xin chúc mừng quý Phật tử. Bây giờ chúng tôi xin được trở lại, kính thỉnh chúng con kính thỉnh được rồi giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia. Theo thủ kinh chương từ đó pháp thân, câu trả lời của từ đó pháp thân là kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật pháp Bồ Tát Samma. Kính trên chư vị giảng sư đã có những lời nguyện ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, con Từ Mẫn. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các